Chào các bạn. Bây giờ là 6 giờ 20 phút thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần. Bây giờ là thời tiết cuối mùa thu. Kỹ thuật dâm cây của mình thành một công thức như thế này. Cây dưới nhé, mình đang nói cây dưới. Cây gì cũng thế thôi. Nếu như cây mọi cây bình thường thì mình đều mang về trong 1-2 ngày để nó khô nó se. Còn riêng với cây dưới mình có thể để 5 ngày đến 10 ngày cho nó khô se, thậm chí nó hơi héo một chút rồi mình mới dâm. Khi mình dâm, nếu cây nhỏ mình dâm bằng cát thì mình dùng cát che kín toàn bộ cây. Rồi mình trên mình che chăn trùm ni lông, hoặc là chỉ cần che chăn không trùm ni lông, hoặc chỉ trùm ni lông không che chăn, bởi vì mình đã phủ kín cát rồi. Còn nếu như cây to, nó to cao lớn quá thì mình không phủ cát kín được, thì mình cũng trùm ni lông, che chăn trùm ni lông, hoặc dùng bèo rồi trùm ni lông, còn trên là che lưới đen. Còn cây nhỏ thì mình dâm trong những nơi mà bóng râm của cây, ví dụ như cây này. Đấy. Đấy là à nhưng mà nếu mình đào về mình để mấy hôm se khô thì mình tưới thật đẫm. Còn chúng ta mang về chúng ta dâm ngay thì không tưới. Chúng ta cứ dâm vào đấy kệ nó, để 10 năm 20 ngày chúng ta mới tưới. Đây mình ví dụ như cây này. Hôm mình dâm mình để 5 ngày sau mình chia sẻ với các bạn là mình kiểm tra. 5 ngày sau mình mở ra, thậm chí chó nó, bởi mình dâm mình chỉ lấy cái chăn mình che kín nữa thôi, mình chẳng làm gì cả, chó nó còn nhảy lên nó nằm nghiêng ở cây. Thế hôm nọ mình dâm lại, mình có làm video mà các bạn kiểm tra xem nhé. Mình chùm ni lông đây, hôm nọ mình làm video xong mới mình làm chùm ni lông nữa, mình làm tiếp rồi che cao quá. Đây các bạn nhìn nhé, thấy chưa? Đấy, cây mọc nào đây. Khi mình chơi chùm ni lông thì ngọn nó héo, nó nhú lên nó héo. Nhưng chùm ni lông lại, các bạn nhìn này, cây nó cực khỏe. Lá xanh ngắt. Đấy, lá xanh ngắt, các bạn quan sát thấy chưa? Đấy, lá xanh ngắt nhá. Đấy. Thôi mình kiểm tra một cây bên này, còn bên này nó nhiều quá. Mà một số chậu nó to quá. Cho nên mình không dùng ni lông, mình không mua được ni lông. Cho nên mình chùm được một số những cái chậu nó nhỏ rồi. Còn chậu to mình không chùm được. Cho nên mình lại dùng một cái ni lông tập thể mình chùm. Thì bây giờ mình kiểm tra lại như nào. Đây là mình ẩu ấy. Còn nếu cẩn thận được thì chúng ta chùm cẩn thận như cây bên kia kìa. Như cây bên kia là cây thường mực, nó nhỏ. Mấy hôm ngoài Bắc mình thì nó lại hanh khô. Cho nên mình chùm cây nhỏ, còn đây là một số cây to nó không được, nó khó. Thế mình chùm hội đồng. Thì bây giờ mình kiểm tra nhé. Đấy, kiểm tra. Đây là một chùm riêng đây. Đấy. Mình ví dụ như một cây dưới này đây. Đấy, đây. Lá vẫn nhú nhá. Đây, lá bắt đầu nhú nhú. Đây bỏ ra hết nhé. Đấy, mình chùm hội đồng. Bởi vì cây nó nhiều quá. Mình không làm cẩn thận từng cây một được. Mình phải làm cả một hội đồng. Bây giờ mình quay các bạn xem nhé. Đây, các bạn quan sát đây. Sau khi mình chùm xong một thời gian, nó bắt đầu nhú đây. Đấy, nhú lọc đây. Đấy, bắt đầu nhú lọc. Nó bắt đầu nhú lọc rồi các bạn nhé. Đây. Nó bắt đầu nhú lọc. Đấy.
Nếu giả sử mà cây chúng ta đã nhú lộc phát triển mạnh rồi thì mấy hôm trước ấy trời nó ở ngoài Bắc mình nó ẩm ướt ấy, mấy hôm nọ mưa mà phải không? Từ hôm 19, 20, 21 nó mưa 3 ngày liền, trời ẩm ướt thì chúng ta bỏ ra. Đây ví dụ mình lôi nó một cây ra, các bạn quan sát nhé. Lôi cái này ra đi. Đây. Thì tất cả những cái này các bạn mà có được cái túi to các bạn chùm nhé. Mình không có túi to cho nên mình chưa đầu tư được, chưa mua. Cho nên mình chùm hội đồng. Các bạn nhìn đây. Đấy, bắt đầu nhí nhí. Hôm nọ trồng xong nó nhí rồi, như cái đợt mà gió bắc ấy. Mấy hôm hanh khô ấy thì nó lại bị he teo. Mình chùm lại thì nó hơi nhí lại một chút. Đấy. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mình dâm xong mình lại không tưới ngay mà lại để khi nó nhú lộc mình mới tưới, và tại sao mình lại che chăn hoặc là bèo rồi chùm ni lông. Mình ví dụ cây này, mình cũng làm video rất chi tiết, dâm cây mới dâm thôi, cây mùa thu. Đấy, dâm cây mùa thu thì hôm dâm xong, hôm dâm mình chỉ dùng miếng chăn mình quấn lên thôi, tức là mình dâm kín mít, chỉ để hở mỗi cái ngọn trên này, mình hở mỗi cái ngọn trên này rồi mình chùm chăn lên trên, phải hở mỗi ngọn trên, mình cho kín tận đây rồi mình chùm chăn lên trên. Vậy thứ nhất, đây lọc bên trong này, nó xuyên qua này hơi hơi có một chút nhú rồi nhá. Bây giờ mình rút ra bọc lại nó phiền lắm. Thứ nhất, tại sao mình dâm cây mình lại không tưới? Đây những cây mình dâm ngay, bởi vì mình nói sẽ dài một chút. Thực vật nó rất đơn giản, con đường dinh dưỡng của nó có hai đường. Thứ nhất là đường gốc, dễ hút muối khoáng, mình gọi là phân, thì có đạm, lân, kali, lưu huỳnh, canxi, molybden, sắt, đồng, kẽm, silic, bo, vân vân. Từ dưới gốc dễ lên trên bằng cái nguyên tắc như thế nào? Đó là nguyên tắc cân bằng lại. Thì cái dễ nó gồm có bốn miền. Cái phần dễ to mình là cái đường vận chuyển. Tác dụng của nó là nó giữ cho cây được thăng bằng, đứng vững, để nó truyền chất dinh dưỡng từ ngoài đầu rễ vào, cũng như từ trên thân xuống, chất ở diện trên thân. Phần thứ hai, rồi phần thứ ba, rồi mình gọi là phần thứ ba đi, và lông hút. Từ ngoài lông hút thì có chóp rễ để đâm xuyên. Thì lông hút trong rễ nó chứa một lượng khoáng chất rất là nhiều trong lông hút, và để cân bằng lại cái lượng khoáng chất ở trong lông hút đó, nước bên ngoài phải đi vào để nó cân bằng lại. Thì khi nước bên ngoài đi vào để cân bằng lại cái lượng khoáng chất đó thì vô tình nó lại mang thêm cái lượng khoáng chất đi vào, và cứ như thế nước đi vào rễ. Đây chính là con đường lấy chất dinh dưỡng, muối khoáng của rễ. Vậy tại sao nước lại bên ngoài đi vào? Thì là để cân bằng lại cái lượng khoáng chất đậm đặc ở bên trong rễ. Đồng thời, ở trên ngọn, cái lá nó có chức năng đó là ngửa lên để quang hợp ánh nắng mặt trời, sản xuất bột đường hấp thụ khí carbonic, hấp thụ ánh nắng mặt trời. Thì cái lá nó thoát hơi nước. Vậy thoát hơi nước để làm gì? Thứ nhất, làm cho cây mát mẻ trong những ngày trời nắng nóng, giữa khô ráo, ẩm ướt. Thứ hai, nó thoát hơi nước để cho hơi nước ở cái lá đó thoát ra. Nó khi cái hơi nước, cái nước phân tử nước ở lá nó bay ra thì nó lại thiếu nước, dẫn đến nước ở dưới nó đi lên, trên đi lên lại thiếu được, cứ như thế nó tạo thành một cái lực hút. Được lực hút đó chính là hút phân vào. Vậy cây hút chất dinh dưỡng từ muối khoáng rồi quang hợp khí carbonic sản xuất bột đường chính là quá trình tích chất dinh dưỡng. Cái lá nó tích chất dinh dưỡng khi nó bắt đầu hình thành, nó là một cây lá
nó nhú ra. Là khi cái cây cây đó nó có chất dinh dưỡng rồi, nó nhú lá mới. Khi nhú lá mới, cái lá nó là cái đối tượng cần nuôi dưỡng. Sau một thời gian, nó nhú, bắt đầu nó nhỏ nhỏ lá chè, rồi nó bở tở, nó ban lá lụa, rồi trở thành lá bánh tẻ, lá già. Thì khi đó nó bắt đầu làm việc, thì nó lại tích chất dinh dưỡng ở dưới mới khoáng hút lên, lại đủ, lại bắt đầu hình thành một cái lá mới. Vậy trong cái giai đoạn mà cái lá bánh tẻ là khi cây tích chất dinh dưỡng thì chúng ta cắt đi trồng. Tức là khi chúng ta dầm cây là chúng ta phải chọn thời gian mà cây lá nó bánh tẻ, nó có chất dinh dưỡng chúng ta cắt đi trồng. Còn các bạn mà khai thác vào mùa xuân hoặc là cuối mùa đông thì như sau. Trong thời gian xuân, hè, thu và đầu đông, cây lấy chất dinh dưỡng rồi ra lộc ra lá mới. Nhưng đến mùa đông như bây giờ, mấy hôm trước, trời hanh khô giá rét. Ban đêm thì hanh lạnh, ban ngày thì khô ráo. Cây không có chất, cây nó không có nước lên cho nên nó không phát triển lộc mới. Và nhưng ban ngày trời vẫn nắng ấm, cây vẫn quang hợp ánh nắng mặt trời cho nên nó tích chất dinh dưỡng ở các phần gỗ lớn, rìu rễ to, thân to và cành to. Trong giai đoạn này chúng ta cắt cây đi trồng. Thì chúng ta cắt ngay, chúng ta trồng ngay, như là cây dưới chúng ta trồng ngay thì khi chúng ta cắt về trồng nó có sẽ chảy cái nhựa thì là chất dinh dưỡng của nó ra. Vậy chúng ta nên để xe 1 ngày, 2 ngày, thậm chí 5, 7 ngày là tùy các bạn. Còn các bạn trồng ngay thì các bạn đừng tưới. Bởi vì cây nó đang chảy nhựa mà chúng ta tưới vào làm cho ẩm, nhựa nó chảy nó không đông đặc lại thì nó càng ngày nó càng chảy, nó thối, nó mất nước chất. Cho nên dẫn đến hiện tượng là thối rễ, cây mất chất. Cho nên chúng ta nếu trồng ngay các bạn đừng tưới. Mà các bạn trồng ngay để làm nhằm mục đích gì? Là các bạn trồng vào đất và chất trồng của mình, các bạn không tưới để cái chất trồng nó giữ ẩm, không cho gió khô làm cho cây khô. Để giữ ẩm thôi. Còn chúng ta trồng 5, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng thì cây nó đơn giản chỗ nó có thể sinh sản hữu tính từ một phần rễ, từ một phần cành, từ một phần thậm chí như cây bỏng, lá nó đều mọc ra cây mới. Thì khi mình cắt gốc, cắt ngọn thì cái chất gọi là ghibezelin và auxin nó ở trên đầu ngọn. Ở trên đầu ngọn nó kích thích cây phải sản sinh ra chồi mới. Cái chồi này thì trong cây nó có 4 loại chồi, một loại chồi trên đỉnh ngọn, mình ví dụ như cây me này nhé. Một chồi trên đỉnh ngọn này người ta gọi chồi đỉnh. Chồi thứ hai trong chồi nách lá gọi là chồi nách. Một loại chồi khi cái lá rụng đi người ta gọi là chồi ngủ. Và một chồi bọc trong thân người ta gọi là chồi bất định. Vậy khi cây nó thiếu lá, nó bắt buộc nó phải mọc ra một cái chồi, có thể là chồi bất định khi mình cắt cây to. Bởi vì trong cây mình đã tích chất dinh dưỡng rồi, đặc biệt chúng ta khai thác mùa xuân hoặc khi cây chúng ta lộc già. Chất dinh dưỡng ở trong đó nó sản sinh ra cái chất gọi là ghibezelin và auxin ở trên đỉnh ngọn. Nó sinh ra một cái chồi mới. Vậy trong giai đoạn này cây không hề có rễ cho nên chúng ta không cần phải tưới. Nó sinh ra chồi mới và cái chồi này nó sinh ra, nó mọc ra, nó trở nên bánh tẻ thì bắt đầu nó hình thành rễ. Đây là quy trình của nó. Còn trường hợp nhiều khi cây nó vừa mọc lộc mọc rễ là cây nó quá khỏe. Đấy. Thì khi cây mọc lộc mọc rễ thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành tưới. Còn nếu cây chúng ta để nó se khô một thời gian 5 đến 10 ngày, chúng ta để se khô rồi thì lúc này cây nó đã bị khô mất nước. Tuy nhiên, cái chất nhựa của nó, chất dinh dưỡng nó đã cô đọng lại. Thì khi chúng ta trồng, chúng ta tưới ở đây. Thứ nhất là cây nó không bị nhiễm khuẩn bởi vì các đầu cắt rễ nó đã se khô. Không bị nhiễm khuẩn nữa. Chúng ta tưới đây bởi vì cây nó bị se khô, bởi vì chúng ta khai thác trên rừng bất cứ một thời gian nào đó, thậm chí cây đang phát triển. Nhưng chúng ta về chúng ta phơi, làm cho cây nó ngừng, ngủ lại. Chất dinh dưỡng nó ngưng tụ lại. Nó không chảy ra nữa. Khi chúng ta trồng là bị se khô cho nên chúng ta tưới nước để cho nước, phân tử nước nó thấm vào trong cây để cây tươi lại, chỉ là nó phục hồi lại quá trình nó sống lại, đấy như thế nhá. Và khi nó sống lại, còn mình tưới ở đây nhằm mục đích là làm giữ ẩm này, cũng như chúng ta tưới để chất trồng nó len vào tất cả các đầu rễ để cho cây nó phát triển. Thế thôi. Và cây vẫn mọc bình thường. Vậy là có 2 cách trồng. Một, trồng ngay, các bạn đừng tưới. Để 10 năm, 20 ngày khi cây nhũ lộc các bạn mới tưới. Còn các bạn tưới để se khô 5 ngày chẳng hạn thì các bạn phải tưới. Để bởi vì cây đã bị se khô mất nhựa, mất nước, cho tưới để cho phục hồi lại nước
và cái nhựa đó nó hoạt động trở lại, cây nó hoạt động bình thường. Còn đắp cát hay đắp đất hay chùm ni lông che bèo cao điểm gì, chúng ta cũng giữ cho cây không khô. Chùm ni lông trên che lưới đen để tránh ánh nắng trực tiếp. Vậy các bạn nhé, các bạn quan sát những cây của mình đây. Những cây này là ngày xưa mình dâm hội đồng. Cây này mình dâm ở cái phần bên bên kia. Khi mình dâm mình không hề tưới các bạn ạ. Mình dâm mùa hè. 10 năm 20 ngày sau mở ra nó nhú lộc rồi. Thì hôm nọ mình quyết định mình chuyển sang cái chậu này. Chậu này hơi bé. Hơi bé các bạn ạ. Đây, hơi bé. Mình dâm. Hơi bé. Nhưng bây giờ vẫn mọc lộc bình thường. Đây. Hôm nay cũng cả cành này nữa. Mình dâm xuống đất, thậm chí mình chẳng tưới tắm được. Nhưng cây vẫn mọc bình thường. Đây mình dâm hội đồng trong cát. Xong bây giờ mình bỏ ra mình dâm trong đất. Cây vẫn nhú mọc bình thường đây. Mình còn chẳng lấp kín. Đấy. Còn trường hợp cây này mình dâm cây kỳ dị đây. Mình dâm xong mình không tưới. Riêng cây này nó quá khỏe. Nên khi dâm một cái, nó vừa mọc lộc vừa mọc rễ. Thì mọc cái rễ hôm ấy mình nghịch mình bó bầu lại đây. Nó mọc rễ nhưng hôm nọ mình cởi ra rồi. Đấy. Đây bó bầu lại. Mọc quá khỏe. Còn nhiều bạn chia sẻ cây to, cây bé thì che được, cây to làm sao che được. Thôi chúng ta đã không làm thì thôi các bạn ạ. Đã làm đến nơi đến chốn. Một cây nhỏ chúng ta mua tiền triệu. Một cây to chúng ta mua tiền chục. Thôi thì chúng ta bỏ. Một là chúng ta mua rẻ, mua chăn cũ của người ta ra bao bọc. Thôi thì chúng ta mua cây chục triệu thì chúng ta bỏ 1 triệu ra, chúng ta mua trang thiết bị. Và những cái rẻ ẩm, những chăn ẩm ấy, mình mua một lần chúng ta dùng bao nhiêu năm. Cái bao to đùng cái cây vừa rồi ấy, mình bọc với cây nhỏ nhỏ ấy, chính là cái bao che cây này cách đây từ năm mình 18. Một cây to khổng lồ như này, cao tầm 6 mét. Nhưng khi mình mua về, mình cũng đầu tư tất cả những cái này này. Đấy. Rồi những bao to này, đây, thế này còn cái bao to, chính là cây đấy nhá, mình bọc cây này và vừa rồi che cây bên kia. Đây. Bao này, đường kính của nó là 8 mét, à 4 mét. Đấy, còn cái bao này, đấy. Mình đầu tư một lần, mình dùng đến 18 năm nay là 4 năm. Vẫn đã hỏng đâu đây. Xong lại cất đi. Cây này mình chưa cất đi đấy, dùng xong mình cất đi. Đấy cái bao vừa rồi đấy, đấy chính là mình mua. Mình bọc hai lượt bao. Rồi. Cái cây này đây. Mình cho cắt tận chân đỉnh đây. Lúc nào mình dỡ cái bao đi nhá. Đây. Mình ví dụ như cây này. Cái thừng mực này khi mình khai thác xong mình chuyển thì mình đi qua suối nó bị trôi cơ. Mình tìm hàng tiếng đầu mới tìm được, bị mất nước các kiểu cả. Mới dâm xong nó còi cọc nhưng bây giờ vẫn mọc bình thường. Chứ là cách dâm của mình. Mình dâm xong mình không tưới. Còn đây là một cây khổng lồ đây. Đấy. 7 mét các bạn ạ. Đấy. 7 mét. Mình vẫn phải đầu tư. Mình đầu tư một lần xong những bao những rẻ đấy mình cứ vứt đấy thôi. Mình dùng dần. Đây mình chưa cất đi. Các bạn cất đi cho vào trong trời khô ráo thì dùng được bao nhiêu năm. Thoải mái. Nhưng mình không đầu tư được. Còn chúng ta phải đầu tư thôi, lưới đen lưới riết các cái. Thế nhé các bạn nhé. Chia sẻ cùng các bạn để các bạn có những quan điểm làm của mình. Hoặc những cây này. Đây cây này mình dâm năm 2000 đây. Cái cây to lúc ấy mình chưa làm video. Thì các bạn không biết. Những cây này năm 2000 đây. Mình làm video chia sẻ cây dâm cây dưới á. Rất khủng đây. Nó mọc bình thường. Đấy như thế. Mà nguyên tắc khai thác cây của mình không bao giờ mình đánh bầu các bạn nhé. Chẳng đánh bầu được. Mình dâm mọc bình thường đây. Các bạn xem lại những video này. Cảm ơn các bạn xem video. Mình dừng video tại đây nhá.